Kính thưa quý cha, kính thưa quý ông bà, anh chị em, mỗi dịp chúng ta mừng sinh nhật, chúng ta cảm thấy cuộc đời mình vui hơn, bởi vì như thể mình được trẻ lại, mặc dù trong thực tế là mình thêm một tuổi là già đi một chút. Nhưng mà cứ mừng cái ngày sinh nhật, tức là cái ngày mình sanh, tự nhiên mình cảm thấy nó hồn nhiên, nó tươi trẻ. Nhưng có bao giờ chúng ta thử đặt lại vấn đề, tại sao mình lại được sinh ra? Ai muốn mình có mặt ở trên trái đất này? Và mình có mặt để làm cái gì? Vì rõ ràng nhiều khi quý ông bà anh chị em đã có kinh nghiệm làm cha làm mẹ, chúng ta biết có nhiều khi mình muốn sinh con trai, đợi hoài chẳng có con trai lại ra con gái. Có khi mình muốn sinh con gái lại chẳng ra con gái, cũng chẳng ra con trai mà vô sanh. Và cái sự có mặt của chúng ta ở đây cũng nằm trong một cái tình trạng giới hạn về sự toan tính của bố mẹ chúng ta. Bố mẹ chúng ta có thể muốn chúng ta được sinh ra, nhưng mà ông bà không biết chắc khi nào chúng ta được sinh ra. Và đặc biệt chúng ta sinh ra rồi cuối cùng hậu vận cuộc đời của chúng ta sẽ như thế nào. Hôm nay Hội Thánh mời gọi chúng ta mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Và có lẽ chúng ta nhìn vào cuộc đời của Đức Maria, chúng ta có thể giải mã được cái ý nghĩa của cuộc đời mình, rằng tại sao mình sinh ra. Nếu ba câu hỏi mà chúng ta đặt ra vừa rồi, chúng ta đi ngược từ câu hỏi thứ ba lên câu hỏi đầu, tức là mình sinh ra có mặt ở trần gian này để làm gì, nếu chúng ta so sánh với cuộc đời Đức Mẹ, thì Đức Mẹ sinh ra để đáp ứng lại lời mời gọi của Chúa, như cha chủ tế nói đầu lễ, để rồi xin Chúa Giêsu ra cho nhân loại. Đó là sứ mạng của mẹ, đó là lý do Đức Mẹ được sinh ra, được Thánh Gioa-kim và bà Anna sinh ra. Ai muốn điều đó? Thánh Gioa-kim và bà Anna cũng muốn, nhưng không biết rõ. Vậy thì ai biết rõ? Chỉ có Thiên Chúa biết rõ. Ngài đã muốn Đức Mẹ được sinh ra, và chính Ngài là người sinh Đức Mẹ ra, để kế hoạch của Thiên Chúa từ khởi sự cho đến hoàn thành được thực hiện bởi tay Ngài một cách trọn vẹn. Đức Mẹ Maria là một con người sinh ra giống y như chúng ta vậy. Do vậy Đức Mẹ cũng được sinh ra cho một quy luật sinh học bình thường như chúng ta. Với cái nhìn của các nhà khoa học hiện đại thì họ bảo rằng là để một con người được sinh ra đó là nó có một sự tuyển chọn và loại trừ một cách khắc nghiệt. Khi người chồng sống với người vợ trong đời sống xác thịt thì mỗi lần quan hệ như vậy đó, tối thiểu người chồng sẽ đưa vào cơ thể của người vợ mình 100 triệu khả năng thành người. Nếu dưới cái con số đó thì gần như là chắc chắn là vô sanh. Còn có những người họ có cái khả năng đặc biệt, họ có thể đưa vào cái cơ thể của vợ mình tới 500 triệu khả thể thành người. Trong một cái con số lớn như vậy đó thì cuối cùng chỉ có một khả thể được chọn để thành người. Đức Maria cũng vậy, và chúng ta ngồi đây cũng vậy. Chúng ta hình dung để Đức Mẹ được sinh ra thì hơn 400 triệu khả thể thành người, tức là anh chị em khác của Đức Mẹ trong tiềm thức, trong tiềm thể đó, bị loại trừ, không được sinh ra ở trần gian này, để một mình Đức Mẹ được sinh ra. Có phải trong số họ toàn là những người đuôi què, bị đau tim, bị đau bao tử, bị đau cuộc sống, hay là khù khờ dốt nát không? Không có cơ sở nào để mình nói như vậy cả. Biết đâu trong số hàng trên 400 triệu
cái khả thể thành người đó. Nếu một số người thành người thì họ sẽ trở thành những nhà bác học, những nhà lãnh đạo, hoặc là những thánh nhân vĩ đại. Chúng ta cũng không có cơ sở nào để nói điều đó hết. Vậy thì tại sao chỉ có một mình Đức Mẹ được sinh ra mà hơn 400 triệu khả thể đó không được sinh ra? Về phía Đức Mẹ, chúng ta chỉ có thể nói đó là chính tình yêu và kế hoạch tuyệt vời của Thiên Chúa mà Đức Mẹ được sinh ra. Còn những quý vị khác cũng được sinh ra ở trần gian này thì Chúa sẽ định liệu cho họ một cách thức khác, một cách mà Thiên Chúa có định cho từng sinh mệnh, cho từng số phận. Và nơi chúng ta cũng vậy, khi chúng ta được sinh ra thì tức khắc hàng loạt anh chị em của chúng ta cũng vậy, tức khắc không được sinh ra. Chỉ có một mình chúng ta được sinh ra mà thôi. Và cái sự sinh ra của Đức Mẹ, chúng ta thấy rõ là để nghe lời Chúa, để đáp ứng lại lời của Chúa. Đó là để Thiên Chúa nhập thể làm người, đi vào trong cung lòng Đức Chinh Nữ Maria và sinh ra cho nhân loại. Theo cách nói của sứ thần hôm nay chúng ta nghe truyền tin cho Thánh Giuse đó, ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, bởi vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài khỏi tội lỗi của họ. Một cái sứ mệnh rõ ràng nơi cuộc đời Đức Mẹ. Thế còn chúng ta được sinh ra thì sứ mệnh của chúng ta là gì? Chúng ta có thấy mình đang sống sứ mệnh không? Tại sao khi chúng ta có những lúc chúng ta hăng say, chúng ta thành công, có những người khen, nhưng đằng sau lưng chúng ta cũng bao nhiêu người chê? Rồi khi chúng ta thất bại, hàng loạt người bỏ rơi, nhưng cũng có một số người an ủi nâng đỡ chúng ta. Và chúng ta tù mù không biết đâu là sứ mạng, liệu mình đã thi hành sứ mạng của mình chưa? Thật ra trong cái kinh nghiệm dân gian ngày xưa, cũng như trong cái phân định về khoa học tâm lý ngày hôm nay đó, họ chia ra trong cuộc đời con người của chúng ta có những cái thời khắc, mà những cái thời khắc đó có thể nói rằng là Thiên Chúa dễ dàng chạm đến, vì đó là những cái cánh cửa để có thể mở tung ra để làm cho con người ta nên một với Thiên Chúa. Ví dụ như một đứa trẻ khi được sinh ra thì thường đến cái khi mà tròn 3 tuổi là một cái cánh cửa quan trọng. Cái cánh cửa đó đánh dấu đứa trẻ ở từ cái thời điểm tròn 3 tuổi bắt đầu đón nhận trọn vẹn ơn Chúa để lớn lên thành người. Còn trước 3 tuổi đó chúng ta thấy nữa, các đứa trẻ thường bị đủ thứ bệnh, đủ thứ bệnh. Nhưng sau 3 tuổi thì bắt đầu nó khỏe rất là nhanh và lớn rất là mạnh. Rồi cái chặng thứ hai là cái chặng khoảng độ khoảng 13 tuổi là bắt đầu đứa trẻ bước vào cái tuổi dậy thì, là cái tuổi bắt đầu đứa trẻ ý thức mình bắt đầu lớn lên và đi vào trong trưởng thành để bắt đầu gánh trách nhiệm. Đối với các đứa bé gái thì bắt đầu nó thấy rằng là cơ thể nó bắt đầu có kinh nè. Còn đứa bé trai thì bắt đầu các xương ống tay, ống chân bắt đầu dài ra và lớn rất là nhanh, để bắt đầu nó chuẩn bị gánh sứ mạng, gánh cái trách nhiệm. Và các nhà chuyên môn bảo rằng Đức Mẹ khi được truyền tin là khoảng 13 tuổi. Khoảng 13 tuổi. Cái tuổi bắt đầu người ta mở ra với ơn Chúa, để ơn Chúa có thể điều khiển được cuộc đời của người ta. Còn đến khi đến lúc 18 tuổi đó, thì là đến lúc mình phải thi hành sứ mạng, thi hành sứ vụ. Và cuộc đời của chúng ta sẽ quay quất, nói theo kiểu Thánh Úsino đó, là cả cuộc đời của con vất vả tìm kiếm mà chẳng được chi, cho mãi đến khi con được về nghỉ ngơi bên Chúa. Tức là mãi cho đến khi người ta tìm được sứ mạng thật của mình thì lúc đó cuộc đời của người ta mới viên mãn, mới hạnh phúc. Mà sứ mạng là cái gì? Sứ mạng là một cuộc phiêu lưu hạnh phúc trong quyền năng của Thiên Chúa, chứ không phải trong sự khen ngợi của thế gian, không phải như vậy. Và Đức Mẹ cũng vậy,
khi lời truyền tin đến, sứ mạng của Đức Mẹ là cưu mang Chúa Giêsu và sinh ra cho nhân loại, nó là một sự rủi ro đối với thế gian. Nó là một cái sự phá chấp với những giá trị bình thường, để rồi bắt đầu đi vào trong lời mời gọi và kế hoạch duy nhất của Đức Chúa Trời. Đối với mọi người có thể đó là kỳ cục, đối với mọi người có thể là không chấp nhận được, nhưng đối với Đức Mẹ, đối với Thiên Chúa không có gì là không thể, nên chấp nhận được và đi đến cùng. Khác với chúng ta, đó là sau khi những nỗ lực của chúng ta dựa trên cái hợp lý của thế gian, dựa trên cái chuẩn mực của cuộc đời mà chúng ta tự vẽ ra hoặc người khác áp đặt cho chúng ta bảo rằng mình lên voi xuống chó, ba chìm bảy nổi chín lên đên, và cuộc đời của chúng ta lúc thì thấy một tia sáng chói lên, nhưng sau đó bóng đêm, bóng tối mịt mờ nhiều hơn. Trong công khi Đức Mẹ, khi bắt đầu Đức Mẹ dám leo mình vào trong sứ mạng mà Thiên Chúa mời gọi, thì đến bây giờ 2000 năm rồi, muôn thế hệ vẫn ngợi khen Đức Mẹ có phúc. Là bởi vì chính Thiên Chúa sinh Đức Mẹ ra là để cho kế hoạch của Thiên Chúa. Và chỉ khi Đức Mẹ đi vào trong kế hoạch của Thiên Chúa thì lúc đó cuộc đời Đức Mẹ mới tròn đầy. Chúng ta cũng vậy. Cuộc đời của chúng ta sẽ mãi mãi là một cuộc đời sống trong tình trạng hên xui mây rủi, sống trong một tình trạng cầu may bất chợt, nếu chúng ta không dám bước vào trong sứ mạng mà Chúa mời gọi chúng ta. Khi chúng ta chiêm ngắm Đức Mẹ đi vào trong sứ mạng và hưởng trọn vẹn vinh quang của Thiên Chúa, đôi khi chúng ta tỏ ra ganh tị rằng Đức Mẹ sướng quá, Đức Mẹ được quá nhiều ơn Chúa. Nhưng mà ơn Chúa đến với Đức Mẹ từ đâu? Chúng ta có thể thấy ơn Chúa Đức Mẹ từ hai cái kênh chính. Cái kênh thứ nhất là cái kênh của dòng họ, ông bà, tổ tiên, cha mẹ. Cái kênh thứ hai là kênh trực tiếp mà chính Thiên Chúa can thiệp vào Đức Mẹ, như thể giây phút hiện tại đang sống và tiếp tục sống. Nếu chúng ta đọc lịch sử gia phả của Đức Mẹ trong Tin Mừng Matthew mà chúng ta vừa nghe trong thánh lễ này, chúng ta thấy ông bà tổ tiên của Đức Mẹ là những người được Chúa tuyển chọn, nhưng trong đó cũng có những người không hề được Chúa tuyển chọn, được ráp vào dân Chúa như là một sự thỏa thuận của kiếp người. Như bà kỹ nữ Ra-kháp là một người dân ngoại, thỏa thuận để trở thành dân Thiên Chúa. Như bà Rút là một người dân ngoại, sau khi chồng mất, tái giá với một người thuộc dân Thiên Chúa. Là một người dân ngoại, là một người không được Chúa chọn từ đầu. Tổ tiên của Đức Mẹ là như vậy đó. Tổ tiên của Đức Mẹ là những người thánh thiện, được mặc giáp mặt với Thiên Chúa như Abraham, như Moses, nhưng cũng tội lỗi ngập đầu ngập cổ như ông Giuđa, như ông David và nhiều người khác. Tổ phụ của Đức Mẹ, tổ tiên của Đức Mẹ là những vị vua giàu sang phú quý, nhưng đa số là những người sống trong kiếp nô lệ, 420 năm nô lệ ở Ai Cập và sau đó tiếp tục nô lệ dài dẳng ở Babylon. Nếu so với cuộc đời của chúng ta nghĩ đến 5 đời trên chúng ta, 10 đời trên chúng ta, thì có vẻ chúng ta thấy là coi vậy chứ dòng họ của mình sáng hơn dòng họ của Đức Mẹ. Dòng họ của mình có vẻ là tươi tắn hơn dòng họ của Đức Mẹ. Ấy vậy trong cái dòng họ khá tối đen mịt mù như vậy mà Thiên Chúa vẫn có thể xuống ơn một cách tràn đầy trên Đức Mẹ. Vậy thì tại sao chúng ta không dám tin rằng trong cái dòng họ của chúng ta đó, Thiên Chúa vẫn có thể xuống ơn một cách trọn vẹn cho chúng ta? Có lẽ cái lý do chính yếu nơi chúng ta đó, đó là chúng ta nhìn cuộc đời mình, nhìn cuộc đời của nhân loại này, nhìn cuộc đời dòng họ mình bằng con mắt của thế gian, bằng con mắt của sự loại trừ, bằng con mắt khinh khi. Ô dòng họ của nhà ngươi có người nghiện ma túy, dòng họ nhà ngươi đã từng có người vợ này chồng kia, dòng họ nhà ngươi đã từng có người trộm cắp,
Và ngay chính ngươi cũng đã có những lúc bậy bạ, và chúng ta cảm thấy hoảng sợ, chúng ta rút mình vào trong cái tổ kén để phòng thủ phòng vệ, đến mức độ ơn Chúa xuống nhưng cứ đổ bên ngoài cái tổ kén mà không có vào trong cuộc đời chúng ta được. Còn Đức Mẹ đối diện với ân sủng của Chúa, xuyên qua tội lỗi để cứu độ tội lỗi, xuyên qua tổ tiên ông bà với những bất trắc và với cả những phản nghịch Thiên Chúa, để cứu tất cả những người tội lỗi đó và ban tràn đầy ân sủng xuống trên Đức Mẹ. Chính vì vậy mà Đức Mẹ đã trở nên người có khả năng trao ban đấng cứu thế, đấng cứu độ cho chúng ta. Còn chúng ta thì mỗi lần khi được đề nghị rằng hãy công bố Giê-xu cứu độ trong nhà bên cạnh đang bên lương, hãy công bố một Giê-xu đến cứu độ cho đồng nghiệp của mình đang đi làm với mình, hãy công bố một Giê-xu cứu độ cho một người đang đi chợ là ngoại giáo với mình, thì chúng ta cảm thấy sợ, rùng mình. Còn cái kênh thứ hai cũng vậy. Ngay giây phút khi Thiên Sứ truyền tin cho Đức Mẹ, Đức Mẹ cũng có những cái lúc choáng ngợp, như thể rằng đó là một điều quá sức mình. Đức Mẹ đã nói với Thiên Sứ rằng điều đó làm sao xảy ra được, quá sức, không xảy ra được. Nhưng khi Sứ Thần bảo đối với Thiên Chúa không có gì là không thể, thì Đức Mẹ biết rằng đây là việc của Chúa làm, kế hoạch của Chúa, và ân sủng của Chúa sẽ đổ tràn đầy, và Đức Mẹ chấp thuận. Chúng ta đang sống trong giây phút hiện tại này, Thiên Chúa vẫn gõ cửa chúng ta. Có thể trong quá khứ, lúc 3 tuổi, lúc 13 tuổi, lúc 18 tuổi, chúng ta qua rồi, chúng ta đã chạy theo giá trị thế gian, chúng ta không nghe tiếng Chúa gọi. Thậm chí có những lúc Chúa như thể kéo vai chúng ta lại ở giữa đường, chúng ta hất qua để chúng ta đi. Thì bây giờ, giây phút hiện tại, chúng ta có thể mở ra để đón nhận. Vì có một sứ mạng Chúa đang mời gọi chúng ta. Có thể cuộc đời của chúng ta chỉ còn một năm nữa là kết thúc, thì một năm để theo hành sứ mạng cũng đủ cho cuộc đời của chúng ta tròn đầy. Hãy can đảm dừng lại đón nhận sứ mạng mà Chúa ban cho chúng ta. Vì chỉ khi nào chúng ta bước vào trong sứ mạng mà Chúa muốn, thì lúc đó cuộc đời của chúng ta mới thành tựu. Còn nếu chúng ta vẫn cứ e dè, ái ngại đứng bên ngoài sứ mạng, thì cuộc đời của chúng ta chỉ là một người ở bên rìa. Ân cứu độ có phần dành cho chúng ta, nhưng chúng ta không chịu bước vào. Và lúc đó chúng ta đứng chung với những người than khóc. Có một câu chuyện cổ tích, người ta kể rằng có một con đại bàng, sau một thời gian khi mẹ nó sinh nó ra, rồi sau bị giông bão như thế nào đó không biết, khiến mẹ nó bay đi mất, có một mình nó ở trên mặt đất thôi. Rồi có một đàn vịt đến và bắt đầu chập chững đi với đàn vịt đó. Sau một thời gian rất lâu, nó càng ngày nó càng to ra, nhưng nó chỉ thấy nó là con vịt mà thôi. Cho đến khi có một con đại bàng ở nơi khác bay đến gặp nó và bảo nó: mày là đại bàng chứ không phải mày là vịt. Nó cũng chỉ cạp cạp như con vịt. Cho đến khi con đại bàng đó rủ nó ra một cái vực thẳm, và con đại bàng lớn đá con đại bàng mang tên vịt đó, rớt xuống vực thẳm. Khi đang xuống rất vực thẳm cao, thì với phản xạ tự nhiên để tự cứu mình, cái cánh đại bàng nó vươn ra rộng và nó bay lên được, không chết. Và nó biết nó là kiếp đại bàng. Kiếp sống của chúng ta là kiếp sống con cái Thiên Chúa, và chúng ta chỉ thành toàn khi chúng ta sống trong sứ mạng mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Hãy can đảm như Đức Maria
Và nếu chúng ta không đủ sức thì hãy kêu cầu mẹ của chúng ta. Lạy mẹ Maria, khi xưa mẹ đã đón nhận sứ mạng thế nào, giờ này đây xin dạy chúng con đón nhận như vậy. Và xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, để ngay khi lúc chúng con còn hoảng sợ hoang mang thì chúng con cũng đón nhận được chính sức mạnh của Thiên Chúa. Nhờ đó chúng con thành toàn cuộc đời chúng con theo ý của Thiên Chúa Đấng đã sinh ra chúng con. Amen.